Ôi, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh Sắc Vàng. Video này thì giới thiệu với các bạn hai cái phôi mai rừng Phú Yên rễ chân dài nha các bạn nha. Đây là cái phôi đầu tiên. Phôi đây có hoành trên tay em bé nó cầm là 40. Hoành trên đó là 40. Tổng chiều cao từ mặt đất lên đến đầu mặt cắt là 1 mét nha các bạn nha. Cây to nặng. Hoành 40, chiều cao 1 mét. Cây này anh em về trồng thì mình chịu khó mình thu cái rễ lên một chút xíu nha, để cho nó qua cái thớt trầy. Anh em ghép rễ hàng chân dài thì nói chung là anh em ghép rễ nó vẫn ổn hơn. Phôi này giao lưu anh em mình với giá là 1 triệu, bao gồm phí vận, ủa 800.000 các bạn ơi, 800.000 bao gồm phí vận chuyển. Mai rừng Phú Yên nặng rồi các bạn, bé nó đỡ nói chung là nặng rồi. Mai rừng Phú Yên hoành 40, chiều cao 1 mét, 800.000 nha các bạn nha. Giá đã bao gồm phí vận chuyển cho anh em là 800.000. Mai rừng Phú Yên, anh em nào yêu thì liên hệ nha các bạn. Số điện thoại liên hệ quen thuộc trên YouTube Sắc Vàng là 0867 098 446. Sắc Vàng hân hạnh được phục vụ cô chú anh chị em yêu cây phôi gần xa. Tiếp theo lại là một cái phôi rễ chân dài. Nói chung nó dài, nó chân dài mà nó có cái lắc ở cái co ở trên nhìn cũng rất là duyên các bạn. Có cái phần lắc co lắc ở trên này rất là duyên nè. Rất là hay ha. Hoành của nó là 30. Hoành 30, tổng chiều cao từ đỉnh lên, từ bàn quay lên tới đỉnh là 1 mét mốt. Này nó có một cái lỗ bọng, chắc lỗ bọng này nó xuống đây, cho nó xuống đây các bạn. Coi này giao lưu anh em mình với giá là 700.000, bao gồm phí vận chuyển. Mai rừng chân dài rất là duyên dáng, anh em nào yêu thì liên hệ nha các bạn nha. Quốc em này về chơi. Nói chung là hai cái phôi chân dài ngày hôm nay đều phôi nào cũng rất là đẹp bạn. Một phôi là hoành 40, một phôi là hoành 30. Một cây là 800 ngàn, một phôi là 700 ngàn. Anh em yêu thì liên hệ nha các bạn nha. Hoành 30, chiều cao 1m1, 700 ngàn, đã bao gồm phí vận chuyển cho anh em ha. Số điện thoại liên hệ quen thuộc vẫn là 0867 098 446. Rồi chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chúc bạn luôn dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Chào và hẹn gặp lại các bạn.